rất yếu, gây đau lưng, tê mỏi, tóc bạc sớm, suy giảm chức năng sinh lý. Đã có bổ thận PV nguồn gốc thảo dược, bổ thận tráng dương, mạnh gân cốt, hỗ trợ điều trị suy giảm chức năng sinh lý ở nam giới. Bổ thận PV, sản phẩm của Phúc Vinh.